Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Đi Xe Cúp nha. Vừa về hai con xe đạp ba bánh dành cho người già, người lớn tuổi, người khuyết tật cho các bạn. Đó, thì xe nội địa Nhật. À, xe này rất là hiếm nha, lâu lâu nó mới có chứ không có thường xuyên nha các bạn. Con này thì hai bánh sau, một bánh trước. Nó cũng có loại là hai bánh trước, một bánh sau các bạn. Hiện tại là hai bánh sau, một bánh trước. Hai bề ngang của nó là nhiều ta 60 các bạn, 55-60, bề ngang của nó là 55-60 nha. Đấy, đường kính bánh của nó là 40. Yên của nó thì mình có thể nâng lên hạ xuống được. Cái yên này mình mới hạ xuống. Con nít người lớn già vô đi cũng được đây. Đó, cây cốt nó rất là dài nha các bạn. Đấy, rất là dài luôn, nó bằng nhôm. Đó, các bạn thấy là cây cốt này nó bằng nhôm này, đó, nhôm này, đó, thấy không? Nhôm này, nhôm này, ốc là bằng inox nha, inox này, nhôm này, inox này, ốc bằng inox này, cầm inox này, đấy, ri đông này, nhôm này, xe Nhật á, anh em lưu ý xe Nhật á là nó bằng nhôm với inox thôi các bạn, đó, xe bên đây cũng vậy, anh em thấy nè, nó bằng nhôm này, khung là bằng, cái này khung bằng sắt, sắt hay nhôm ta, cái này khung bằng sắt. Cái này không bằng nhôm này, đặc biệt không bằng nhôm này. Đây không bằng sắt này, này nhôm này, nhôm này, inox này. Đó. Ốc ác rồi, inox thôi các bạn, về inox này. Đó, cầm này, vành nhôm này. Đây. Nhôm này. Đó. Đó. Đa số là linh kiện trên xe 99% là nhôm. Ốc ác rồi linh kiện là nhôm với inox hết, cho nên nó không có bị xét các bạn. Nó không có bị mai mòn theo thời gian. Đó, anh em nhìn thấy này, inox này, nhôm này. Đó, nhôm này. Bình thường anh em mua cái xe bình thường mà nó có tăng là cái đây là nó bằng sắt rồi nha các bạn. Đó, thì nếu mà anh em mua so sánh với những con xe mà ba bánh mà Trung Quốc trên thị trường á, người ta bán khoảng 4 triệu, 5 triệu là nó bằng sét hết 100%. Đó, và đạp rất là nặng. Anh em đạp là nhiều khi là đạp không nổi luôn. Còn anh em nhìn cái bộ phận truyền động của nó nè, các bạn thấy nè. Đó, các bạn thấy nó truyền clip qua. Đấy, nó làm cái cơ cấu clip á, nó rất là nhẹ nha các bạn. Thấy không? Nó không truyền thẳng mà nó phải đi qua nhiều trục. Đấy. Còn cái con bên đây đặc biệt nó có số nha các bạn. Đây. Bên đây đặc biệt nó có số nha. Đấy, cái trục số này các bạn. Đó. Đó các bạn, cái con màu hồng đây là cái con đặc biệt nhất từ trước tới giờ, nó có 3 số, số 1, số 3. Đây là cái con mà từ trước giờ mình bán mình chưa hề gặp cái con nào nó có số luôn các bạn. Con này siêu đặc biệt luôn. Nó có 3 số. Đó, các bạn có thể chạy được tốc độ là số 1 sang số 3. Con này, con màu hồng này là con lần đầu tiên trong cuộc đời mình bán được con này luôn nha anh em. Đó. Đây là con màu xanh nha. Con màu xanh này như là có khách đang hỏi nè. Chắc là khách lấy con này, hiện tại con màu hồng còn các bạn. Đó, thì đây là dòng xe đạp ba bánh dành cho người già, người lớn tuổi, người khuyết tật nha, người già này, người lớn tuổi này, người khuyết tật này sử dụng. Còn ai mà chân bình thường mà đi con này nó ngộ lắm nha anh em. Đó. Nếu mà anh em mà có mà con cái mà bị khuyết tật á mà đi xe đạp hai bánh không được thì mua xe này cho bé đi rồi tuyệt vời. Hoặc là ông bà già lớn tuổi hay chịu bỏ đứa nhỏ vô đây, bỏ đứa cháu vô đây chở đi vòng vòng, hoặc là mẹ già đi chợ rồi đó mua bỏ đồ bỏ đạc các kiểu đó. Rất là ok nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì giờ liên hệ số điện thoại trên màn hình xe có sẵn ở khu vực Sài Gòn nha. Anh em lưu ý là dòng xe này siêu hiếm mà lâu lâu mới có chứ không có sẵn nha anh em. Nhiều khi hết hàng là thì anh em phải đặt cọc khoảng một tháng nó mới có xe nha các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Đi Xe Cúp nha.